Khi mà Long bắt đầu vào cái phần nội dung chính này thì Long muốn giới thiệu cho các bạn về một cái chương trình ha. Chương trình này được gọi là chương trình hội viên của Hoàng Long Team, và khi mà các bạn tham gia hội viên á thì các bạn sẽ nhận được những cái thông tin cũng như là những cái video hướng dẫn một cách cụ thể hơn, hoặc là những cái bí kíp mà bọn mình đã dùng để bọn mình có thể kiếm tiền tiếp thị liên kết ha. Mình sẽ chia sẻ màn hình để giới thiệu cho các bạn về cái chương trình hội viên nè. Ví dụ như khi các bạn xem cái livestream này đi. Đó, khi mà các bạn xem một cái Màn hình máy tính livestream chưa? đang phát của Long Ở này. đây thì Long có Không tắt cái phần âm thanh nè. Đó. Thì các bạn sẽ thấy nó có một cái phần gọi là phần tham gia này. Đó, các bạn thấy không? Khi mà các bạn tham gia cái chương trình này này. Đó. Thì chi phí đó trước chính khi Long là nói về số 10 này thì 100 ngàn mỗi tháng nha. 100, cái này là thanh toán mỗi tháng luôn, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể là ngưng bất kỳ lúc nào ha, ngưng bất kỳ lúc nào, có nghĩa là khi mà các bạn tham gia và các bạn cảm thấy là không thích nữa, các bạn có thể hủy cái thành viên ha. Thì cái thành viên này thì có quyền lợi là cái gì? Các bạn sẽ được xem những cái video mà chỉ hội viên mới xem được thôi. Long ví dụ như ở trong đây Long đang có một cái video hội viên này, Long sẽ cho các bạn xem cái video hội viên ha. Long sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái video hội viên này ha. Video hội viên á thì là sẽ chia sẻ những kiến thức mà nó cụ thể hơn và nó chi tiết hơn, hoặc là chia sẻ những cái bí quyết hoặc bí kíp nào đó. Ví dụ như đây ha, ở đây là một cái video dành cho hội viên mà Long vừa mới up lên này. Video này là chia sẻ cái gì? Video này chia sẻ cho bạn những cái công cụ, rất là nhiều công cụ luôn, giúp bạn có thể làm SEO video YouTube ha. Đó, rất là nhiều cái công cụ ở đây. Có cả những công cụ giúp bạn tạo được cái nội dung luôn, tạo nội dung video luôn, rồi công cụ để các bạn có thể làm SEO video các kiểu ha. Và đây chỉ là một trong rất là nhiều cái video mà sau này mình sẽ còn cập nhật nữa cho các bạn nha. Đó, đây video này, ở đây nó ghi chữ là chỉ dành cho hội viên nè. Để mà các bạn xem được cái video này này thì các bạn cần phải tham gia thì các bạn mới có thể xem được cái video này ha. Ok. Nói chung vậy á ạ. là với cái quyền lợi của hội viên á, thì Long sẽ cập nhật thêm những cái quyền lợi khác nữa. Ví dụ như là hội viên á, thì sẽ có một cái kênh trò chuyện riêng với lại Long này, hoặc là hội viên thì sẽ có những cái xem được những cái bài viết trên kênh YouTube riêng ha, hoặc là sẽ có một cái nhóm riêng dành cho những bạn hội viên. Và lâu dài á, thì Long sẽ muốn phát triển luôn cả việc là thành lập một cái team ở tại thành phố Hồ Chí Minh, để mà hàng tháng hoặc là hàng tuần chúng ta có thể gặp mặt nhau và trao đổi với nhau kinh nghiệm để có thể làm tiếp thị liên kết hoặc là kinh doanh online một cách hiệu quả hơn ha. Ok. Đấy, đây chính là về cái phần hội viên ha.